ảnh hot si đàm tùng vận tỉnh bách nhân tỉnh tứ nhậm dân luân nứt qua lý thấm tiêu truyền đu mái nhà không hẹn mà gặp là bộ phim mới hôm nay đều cùng tung poster tuy nhiên những bộ mà chúng tôi thấy nhiều người mong chờ nhất như ngọc cốt sao hay trầm vụn hương phai bộng hoa lộng đây cũng không có nhiều sự kiện đang chú ý một chút thì có loạt ảnh tạp chí của châu Dã và bạch lộc hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé bạch lộc kéo chân quá đà trên tạp chí Châu Dã chị chị em em với model đình đám. Tháng 5 năm màn xuất hiện của Bạch Lộc và Châu Dã trên tạp chí. Bạch Lộc nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tuy nhiên một số cộng đồng mạng hoài nghi có vẻ như ở một vài tấm ảnh, nữ diễn viên sử dụng Photoshop hơi quá đà, khiến chân dài đến mức không thể tin nổi. Châu Dã hôm nay cũng ra mắt bìa tạp chí mới, nữ diễn viên đã có màn xuất hiện cùng model Khâu Thiên Thiên trên Tri Magazine. Dù không phải người mẫu nhưng Châu Dã cũng có được nhan sắc, lẫn vóc dáng chẳng kém gì cô gái chụp cùng mình. Hơn nữa có một vài nhận xét cho rằng nhìn cả hai trông khá giống nhau. Chúng tôi cũng thấy vậy và cảm giác là giống nhiều nhất ở đôi mắt. Mạnh Tử Nghĩa dạo gần đây đang tích cực PR vai diễn của mình trong luận anh hùng ai xứng đáng anh hùng. Nữ diễn viên gần nhất cả bộ ảnh diện áo đỏ trông vô cùng bắt mắt. Nhan sắc của cô thêm phần cuốn hút ủy mị hơn khi để tóc xõa bay tự do trong gió. Nhìn chung Mạnh Tử Nghĩa ở bộ ảnh này ít nhiều đã gây ấn tượng cho khán giả. Trong khi đàn em khoe ảnh mới trên tạp chí thì hôm nay Lưu diệt phi lại gây bão với loạt ảnh cũ Luật ảnh nữ diễn viên thủa còn để tóc ngắn quả vai gương mặt trẻ mang đầy đáng yêu làm nhiều người phải lạ lẫm so với hiện tại nét đẹp của lưu diệc phi đã đảm thẳm hơn rất nhiều hôm nay một vài bộ phim mới đã tung ra poster chính thức đầu tiên phải kể đến quy lộ của đàm tùng vận và tỉnh bách nhiên cả hai đã có poster tạo hình nhân vật lẫn ảnh chụp chung với độ tuổi không tranh nhau quá nhiều cặp đôi chính của quy lộ được đánh giá khá xứng đôi vừa lứa Chúng tôi coi tester, cũng thể rất lãng mạn, cảm giác hạnh phúc tràn màn hình. Lần anh hùng ai xương đánh anh hùng hôm nay tung poster chính thức. Những hình ảnh được chú ý nhất đều tập trung vào Dương Siêu Việt, Tăng Thuần Hy và Nương Vũ Ninh. Cả ba đều mang đến tạo hình vừa mạnh mẽ tiêu sái, phù hợp với một bộ phim đậm chất giang hồ. Bộ phim mới của Hồ Nhất Thiên và Trương Nhược Nam mang tên Bằng năng nhất phiến phong vấn khởi, hôm nay cũng tung poster, xác định ngày 19 tháng 5 đến sóng. Quả thật sao với tạo hình cổ trang, Hồ Nhất Thiên vẫn hợp với trang phục hiện đại và dân quốc hấn hẳn. Nam diễn viên trong si điển trai cùng Trương Nhược Nam sinh gái quả thật một bộ đôi tuyệt sắc cho bộ phim. Nốt ảnh nick hôm nay đến từ ba bộ phim, một đang quay một chờ chiếu và một bộ đang trong thời gian hậu kỳ. Danh giới hiện đang trong thời gian quay cuối cùng và ảnh từ phim trường không ngừng được tung ra. Mới nhất là khoảnh khắc thú vị của Thành Nghị trên phim trường, cũng không biết anh chàng đang làm gì mà vui vẻ tới vậy. Thành Quân và Ngọc Cốt Sao đều là những bộ phim đáng mong đợi. Blog có tiết lộ được một tấm hình của Thỉnh Quân với khoảnh khắc nứt qua nhau của Nhậm Sa Luân và Lý Thấm. Còn Ngọc Cốt Sao cũng không khá hơn, lách duy nhất một tấm hình của thầy trò tiêu triển nhậm mẫn đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của P -Vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.